Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Trung Quốc rơi vào giảm phát kinh tế toàn cầu sẽ ra sao? Kinh tế Trung Quốc tụt dốc, thế giới bị vạ lây. Trung Quốc rơi vào giảm phát, Kinh tế toàn cầu sẽ ra sao? Tình trạng giảm phát của Trung Quốc được tin là chỉ là tạm thời, sóng bức ảnh hưởng của nó đang vươn tới các quốc gia, vốn đang tập trung vào cuộc chiến chống lạm phát ở bên kia bán cầu. Sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhận được nhiều sự quan tâm sau khi Trung Quốc rơi vào tình trạng giảm phát, trong khi đó phần còn lại của thế giới đang tập trung cho một vấn đề khác, đó là lạm phát dai dẳng. Theo tờ Financial Times, giảm phát chỉ thực sự đáng lo ngại khi ngày càng nhiều công ty cố gắng hạ giá để thu hút người tiêu dùng. Để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc thì cần phải nhìn thêm những góc nhìn khác. Thực hư về tình trạng giảm phát ở Trung Quốc, đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau khi từ bỏ chính sách Zero Covid gây thất vọng. Trong đó lĩnh vực bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng sản lượng vẫn đang tăng và mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 5% vẫn trong tầm tay. Phục hồi tiêu dùng của Trung Quốc vẫn còn yếu và không đồng đều, nhưng vẫn khác xa với kiểu giảm phát của Nhật Bản. Dukan Greyley, nhà kinh tế học tự hãng Patton nhận định mặc dù giá tiêu dùng tháng 7 năm 2023 của Trung Quốc đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng giảm phát dường như chỉ là tạm thời. Bởi số liệu CPI có thể bị ảnh hưởng hiệu ứng cơ sở, các nhà kinh tế thường muốn biết giá ngày hôm nay cao hơn hoặc thấp hơn bao nhiêu so với một năm trước. Nhưng nếu có một tháng xảy ra mức lạm phát tăng đột biến, thì điều này có thể tạo ra hiệu ứng ngược lại một năm sau đó. Kết quả là tạo ra ấn tượng rằng lạm phát đã chậm lại. Chỉ riêng trong tháng 7 năm 2023, CPI của Trung Quốc đã tăng 0,2% so với tháng trước, và đã tăng 0,5% trong 7 tháng đầu năm 2023. Giá thịt lợn, một trong những cấu phần tác động lớn tới chỉ số CPI ở Trung Quốc, đã giảm 26% trong 12 tháng gần nhất sau giai đoạn tăng phi mã khi Trung Quốc thực hiện các đợt phong tỏa quy mô lớn. Neil Sering, nhà kinh tế trưởng của Capital Economics cho biết, lạm phát cơ bản, loại trừ lương thực và năng lượng đã tăng từ 0,4% trong tháng 6 lên 0,8% trong tháng 7, cho thấy giảm phát ở Trung Quốc chưa trở thành vấn đề dai dẳng khác với trung quốc phần còn lại của thế giới đang hứng chịu làn sóng lạm phát trong vài năm trở lại đây mặc dù lạm phát được ghi nhận ở hầu hết các quốc gia nhưng nguyên nhân lại khác nhau giá tăng do sự suy giảm trong chuỗi cung ứng toàn cầu khá phổ biến nhưng ở mỹ vấn đề này đã bị khuếch đại do sự tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng cực kỳ mạnh mẽ việc bơm tiền trong đại dịch đang gây lạm phát do cầu kéo ở quốc gia này, nguyên nhân gây ra lạm phát ở châu Âu và các nền kinh tế mới nổi rất khác. Ở châu Âu, khó khăn bắt nguồn từ giá khí đốt tăng vọt, ở các nước đang phát triển, giá lương thực và chi phí năng lượng cao hơn đã khiến giá cả leo thang trên diện rộng. Paul Donovan, nhà kinh tế học đến từ UBS nói rằng, trong trường hợp giảm phát của Trung Quốc, sức ép giá rất có thể chỉ là vấn đề cục bộ mặc dù giá các mặt hàng nhập khẩu trung quốc có thể giảm do các vấn đề của nền kinh tế nước này nhưng ông donovan nhấn mạnh rằng rất nhiều điều kinh khủng đã xảy ra đối với hàng xuất khẩu trước khi chúng được chuyển đến điểm đến cuối cùng hầu hết giá của một thứ được sản xuất ở trung quốc và bán trên lãnh thổ mỹ sẽ đều được trả cho nhân công mỹ dưới dạng chi phí vận chuyển hay quảng cáo Ông nói, vấn đề lớn lạm phát, đặc biệt là ở châu Âu và các nền kinh tế mới nổi, chính là chi phí nhập khẩu cao hơn, thúc đẩy các công ty nội địa cố gắng bảo vệ biên lợi nhuận bằng cách nâng giá bán. Giá hàng hóa tại cổng nhà máy FGP của Trung Quốc trong tháng 7 giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xét ở một khía cạnh nào đó. Điều này sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia khác. Các nước châu Âu sẽ được hưởng lợi từ nền kinh tế Trung Quốc suy yếu, ít cạnh tranh các nguồn cung cấp khí đốt cho lục địa già. Tất nhiên sẽ là sai lầm nếu cho rằng tất cả các bên đều được hưởng lợi nếu kinh tế Trung Quốc suy yếu. Theo Dahan Joshi, chiến lược gia trưởng tại BCA Research, Trung Quốc đã đóng góp 40% vào tốc độ tăng trưởng toàn cầu trong 10 năm qua. Bất kỳ rắc rối kinh tế nào ở Bắc Kinh đều sẽ ảnh hưởng đến sản lượng thế giới. Nhưng hiện tại, hậu quả từ giảm phát của Trung Quốc dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Kinh tế Trung Quốc tụt dốc, Thế giới bị vạ lây, Trung Quốc vốn được kỳ vọng sẽ đóng góp 1 phần 3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay. Bởi vậy, sự giảm tốc nhanh chóng của nền kinh tế này trong những tháng gần đây đang khiến cho cả thế giới lo ngại. Nhiều quốc gia đang chuẩn bị tinh thần chứng kiến tổn thất kinh tế trong nước do ảnh hưởng từ sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc. Bởi Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn vô số mật hàng từ vật liệu xây dựng tới thiết bị điện tử. Tập đoàn Caterpillar của Mỹ cho biết, nhu cầu máy móc xây dựng của Trung Quốc hiện nay là tệ hơn so với dự báo. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi những vấn đề kinh tế của Trung Quốc là một quả bom hẹn giờ. Về thương mại, các nền kinh tế châu Á đang hứng chịu tác động lớn nhất do ảnh hưởng từ Trung Quốc. Tiếp đến là các nước châu Phi, xuất khẩu tháng 7 của Nhật Bản giảm lần đầu tiên trong hơn 2 năm do nhập khẩu ô tô và chip của Trung Quốc giảm. Các ngân hàng trung ương Hàn Quốc và Thái Lan gần đây đồng loạt cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế với lý do được đưa ra là sự phục hồi yếu của kinh tế trung quốc câu chuyện kinh tế trung quốc không chỉ mang tới tin xấu cho các quốc gia khác tình trạng giảm phát ở nước này có thể lan ra thế giới thông qua hàng hóa xuất khẩu mang lại lợi ích cho các nền kinh tế đang phải chống lạm phát như mỹ anh và châu Âu, một số nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ cũng nhận thấy cơ hội thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài khi dòng vốn chuyển dịch khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, do Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, một thời kỳ suy giảm tăng trưởng kéo dài của nước này sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực hơn là tích cực đối với phần còn lại của thế giới. Một phân tích của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho thấy, cứ mỗi một điểm phần trăm trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ mang lại khoảng 0,3 điểm phần trăm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong một cuộc trao đổi với Bloomberg TV, chiến lược gia trưởng Peter Baragin của công ty BCA Research nhận định rằng giảm phát ở Trung Quốc không phải là một điều quá tồi tệ đối với kinh tế toàn cầu, nhưng Mỹ và châu Âu rơi vào suy thoái trong khi kinh tế Trung Quốc còn yếu, đó là một vấn đề lớn, không chỉ đối với Trung Quốc mà đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới. Một số tác động từ sự sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đến các nền kinh tế khác và thị trường tài chính cụ thể như sau. Thương mại giảm sút, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhiều quốc gia, nhất là các nước châu Á, về các mặt hàng từ linh kiện điện tử cho tới thực phẩm, kim loại và năng lượng. Kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm trong 9 đến 10 tháng trở lại đây. Do nhu cầu suy giảm từ mức cao kỷ lục thiết lập trong thời gian đại dịch, giá trị nhập khẩu của Trung Quốc từ châu Phi, châu Á và Bắc Mỹ trong tháng 7 đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Châu Phi và châu Á bị ảnh hưởng nặng nề hơn cả, với giá trị nhập khẩu của Trung Quốc từ hai khu vực này giảm hơn 14% trong 7 tháng đầu năm nay. Một phần quan trọng trong sự sụt giảm này là nhu cầu của Trung Quốc đối với linh kiện điện tử từ Hàn Quốc và Đài Loan. Cùng với đó, giá nhiều hàng hóa cơ bản như xăng dầu giảm cũng khiến giá trị nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc giảm theo. Cho tới hiện tại, khối lượng thực tế của những hàng hóa cơ bản là quặng sắt hoặc đồng mà Trung Quốc nhập khẩu vẫn duy trì, dù giá trị giảm do giá giảm. Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm tốc thì khối lượng nhập khẩu có thể giảm theo, ảnh hưởng nhiều hơn nữa đến các nhà khai mỏ ở Australia, Nam Mỹ và các khu vực khác trên thế giới. Về áp lực giảm phát, chỉ số giá nhà sản xuất PPI của Trung Quốc đã giảm trong 10 tháng qua, đồng nghĩa giá hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc giảm, đó là tin tốt đối với người tiêu dùng ở những quốc gia đang đương đầu với lạm phát cao. Giá hàng hóa Trung Quốc cập cảng ở Mỹ đã giảm liên tục trong các tháng từ đầu năm đến nay và xu hướng này có thể tiếp tục cho tới khi giá tại các nhà máy ở Trung Quốc trở lại trạng thái tăng. Các nhà kinh tế của ngân hàng Wells Fargo ước tính rằng một cuộc hạ cánh cứng của nền kinh tế Trung Quốc mà theo định nghĩa là tốc độ tăng trưởng thấp hơn 12,5% so với mức tăng trưởng xu hướng của nước này sẽ khiến dự báo lạm phát ở Mỹ vào năm 2025 giảm 0,7 điểm phần trăm còn 1,4%. Phục hồi du lịch chậm lại, sau đại dịch Covid-19, người tiêu dùng Trung Quốc chi tiêu nhiều hơn vào các dịch vụ như du lịch thay vì mua sắm hàng hóa, nhưng họ vẫn chưa đi du lịch nước ngoài nhiều như trước. Cho tới gần đây, chính phủ Trung Quốc vẫn còn cấm việc tổ chức đi tour tới nhiều nước khác và số chuyến bay còn chưa phục hồi hoàn toàn, đồng nghĩa với việc đi du lịch nước ngoài đối với người Trung Quốc còn đắt đỏ hơn so với trước đại dịch. Các thách thức kinh tế mà Trung Quốc đương đầu đã đẩy đồng nhân dân tệ của nước này giảm hơn 5% so với đồng USD. Từ đầu năm tới nay, về ngưỡng 7,3 nhân dân tệ đổi 1 USD, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ, bao gồm tăng tỷ giá tham chiếu. Việc Trung Quốc cắt giảm lãi suất trong năm nay để vực dậy tăng trưởng kinh tế đã làm suy giảm sức hấp dẫn của trái phiếu nước này đối với nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đã giảm nắm giữ trái phiếu Trung Quốc và tìm kiếm tài sản khác trong khu vực để thay thế. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.